đào. Chói rồi. Bị chói rồi. Dạ bệnh. Trò chơi này, quý vị khán giả nào lên sân khấu tham gia trò chơi với những vũ điệu đưa tay múa chân thật là đẹp thì sẽ nhận được phần quà rất hấp dẫn giá trị của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và vị khán giả nào nhận được những tràng pháo tay ủng hộ của rất là nhiều các vị khách thì sẽ nhận được phần quà rất đẹp mắt của chương trình, đó là một chiếc Jippo rất giá trị. Của chúng ta với kỹ thuật, những điều nhảy, những điều múa của quý vị sẽ được tương tác lên màn hình, tạo ra những hình ảnh rất đẹp mắt. Và hy vọng rằng sau phần trình diễn của hai cô thủ con này thì sẽ có rất nhiều khán giả tham gia trò chơi của chúng tôi. Hơn một lần nữa, dành một tràng pháo tay cho thủ con rất xinh đẹp của chúng ta. Thank you.